Xin chào tất cả các bạn, mình là Việt của M2 Deal Channel và rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm trước, khi làm về video các bộ ba, mình đã vô tình nhắc đến cái thế giới nơi mà tất cả các quái thú Yugo cùng sinh sống với nhau và thấy rằng có rất nhiều bạn hứng thú với câu chuyện về thế giới đó. Hôm nay, mình sẽ làm một video ngắn kể về các câu chuyện trong thế giới đó. Chương mục sẽ có cái tên là Kể Chuyện Em Nghe, cái tên rất là dễ thương đúng không nào? Ở tập đầu tiên, chúng ta sẽ kể về cuộc đời và hành trình của một chiến binh, xem anh đã phiêu lưu và tìm kiếm con đường riêng của bản thân như thế nào. Đó chính là câu chuyện về chiến binh Warrior Die Reaper. Và những câu chuyện này không phải do mình hoàn toàn bịa đặt ra. Vì vậy, xuyên suốt câu chuyện, chúng ta sẽ có những lá bài mô tả về những sự kiện được diễn ra trong đó. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một chiến binh tên là Warrior Die Reaper. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, ngôi làng lúc nào cũng có thể bị tấn công bởi quái vật. Những gì mà Die Reaper có, không có gì khác ngoài sự tin tưởng vào thanh kiếm của chính mình. Die Reaper đã có những trận chiến vào sinh ra tử với nhiều quái vật khác nhau. Nổi tiếng nhất chính là trận chiến với Venominega, The Deity of Poisonous Snake. Trận chiến của họ nổi tiếng đến nỗi không ai là không biết. Sau trận chiến, không ai biết kết quả như thế nào, nhưng họ nhận ra được là Die Reaper vẫn an toàn trở về. Cho bạn nào chưa biết thì Venominega, The Deity of Poisonous Snake là một trong những quái thú mạnh nhất trong phần GX và có thể nói là đến bây giờ vẫn còn mạnh. Quái thú này được tăng 500 sức tấn công cho mỗi quái thú bò sát ở dưới mộ. Quái thú này không bị chọn cũng như không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá bài. Và khi nó trừ thiệt hại vào điểm gốc của đối phương sẽ đặt một counter lên nó. Nếu như nó có đủ 3 counter, bạn sẽ chiến thắng trận đấu này. Phiên bản lá bài đã như vậy thì thứ tưởng tượng nó bước ra ngoài đời thì như thế nào? Vậy mà Die Reaper đã có thể chiến đấu và còn mạng trở về đó các bạn. Không lâu sau đó, Die Reaper quyết định rời khỏi làng. Trên con đường tìm kiếm sức mạnh của bản thân, anh đã có một trận chiến khốc liệt với một người phụ nữ bí ẩn. Đó chính là Warrior Lady of Westland. Ngươi sẽ trở thành đối thủ truyền kiếp của anh. Trận chiến đầu tiên của họ kết thúc bất ngờ khi có một thế lực bí ẩn đã can thiệp và khống chế cả hai. Trận chiến tiếp theo của họ lại kết thúc bằng việc cô gái bị bắt sang một chiều không gian khác. Không ai biết được rằng ở chiều không gian đó, cô gái đã tiếp nhận một nguồn sức mạnh mới và trở thành DD Warrior Lady. Như vậy, chúng ta có thể nhận ra được mục tiêu của thế lực thần bí đó không phải là Reaper mà chính là cô gái. Nhưng thế lực đó làm vậy với mục đích gì? Mà thôi kệ đi, vai phụ mà, nhân vật chính của chúng ta vẫn là Die Reaper. Sau đó, anh tiếp tục lên đường, gặp gỡ những người bạn mới và lập thành một nhóm gọi là Biệt Đội A. Và họ đã chiến đấu cùng nhau để bảo vệ thế giới khỏi ma tộc. Trong một trận đại chiến để cứu Die Reaper khỏi đòn tấn công của quỷ, một phù thủy của Biệt Đội A đã dùng phép để đưa Die Reaper đến một chiều không gian khác. Ở thế giới xa lạ đó, anh nhận ra mình đang ở một ngã ba đường, lựa chọn rẽ sang hướng nào sẽ thay đổi cả cuộc đời anh. Và Die Reaper đã chọn con đường ánh sáng. Trên đường đi, anh đã kết bạn với một quái thú rồng kỳ lạ là Spirit Ryu. Cả hai đã kết hợp lại và làm cho sức mạnh của Die Reaper nâng lên một tầm cao mới, trở thành Ryu Senshi. Đây là một quái thú dung hợp giữa Spirit Ryu và Warrior Die Reaper. Tiếp tục bước đi trên con đường ánh sáng, anh đã được chọn bởi Thánh Kiếm và trở thành một hiệp sĩ anh hùng. Sau đó, anh ta tiếp tục nhận được hai thanh gươm ánh sáng mới được gọi là Song Kiếm Bình Minh. Đi mãi đến cuối con đường ánh sáng, Die Reaper tiếp tục gặp một cổng không gian kỳ lạ và cuối cùng anh đã quyết định bước vào trong đó. Phía sau cổng không gian thần bí đó có những gì? Nay Die Reaper đã gặp cái gì bên trong? Những gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhưng hãy tạm gác câu chuyện của Nay Die Reaper lại, chúng ta vẫn còn một bí ẩn khác. Chúng ta sẽ quay trở lại ngã ba đường. Thật ra, Reaper không nhận ra được là khi bị dịch chuyển sang chiều không gian này, anh đã bị tách ra làm hai phần. Phần thiện sẽ chọn đi theo con đường ánh sáng, còn phần tà ác đại diện cho góc khuất trong tâm hồn, Die Reaper sẽ đi theo con đường bóng tối. Sau đó, anh chạm trán với một nhân vật kỳ lạ nhưng rất quen thuộc. Sau khi chiến đấu thì anh nhận ra đó chính là một phiên bản xấu xa của chính mình ở thế giới này, đó chính là Dark Reaper.
Anh không biết được rằng nhân vật này sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong chuyến hành trình đến thế giới bóng tối này. Tiếp tục hành trình, anh đã gặp và chiến đấu với Umbron Horror Unformed, một dạng sinh vật kỳ lạ ở thế giới này, nhưng tiếc thay anh hoàn toàn không làm gì được con quái này. Dark Reaper xuất hiện một lần nữa và họ đã sát cánh cùng nhau để đánh bại con quái vật bóng tối. Dark Reaper đã hy sinh sức mạnh của mình truyền cho Dark Reaper để Dark Reaper có thể tiêu diệt Umbron Horror Unformed. Nhưng trong khi con quái này bị đánh bại thì vũ khí của Dark Reaper cũng bị hư hỏng và trở nên vô dụng. Theo như một nguồn tin không xác định, sau sự kiện Umbron Horror Unformed thì Dark Reaper tiếp tục phiêu lưu và chạm trán với một con quái vật khác, đó chính là Guardian Bow. Sau khi bị đánh bại, Bow đã tan biến vào không khí và để lại một thanh kiếm. Thanh kiếm đó có tên là Wicked Wrecking Flamberg Bow. Dark Reaper cầm thanh kiếm của quỷ để thay thế cho thanh gươm bị gãy của mình. Thật không may, con quỷ mà Dark Reaper đánh bại chỉ là hình nhân thế mạng của thanh kiếm. Và cuối cùng, ý niệm tà ác bên trong thanh kiếm đã tìm được một mục tiêu mới, đó chính là cơ thể của Warrior Dark Reaper. Cuối cùng, không thể kháng cự được nữa, anh ta đã biến chất từ từ và trở thành một con quái vật ghê tởm, đó chính là Dark Lucius Level 4. Bất ngờ hơn, tại thế giới bóng tối này, anh đã gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình, đó chính là DD Warrior Lady. Thì ra là cô ta cũng bị đưa đến chiều không gian này. Có khi nào thế lực thần bí đã bắt cô đi chính là Thanh Ma Kiếm Bao hay không? Nó đang tìm kiếm một vật thế thân phù hợp và cô cũng là một trong những sự lựa chọn. Hai người tiếp tục chiến đấu với nhau, chỉ còn lại sự khát máu và điên loạn. Lucius không thể nào chiến thắng được đối thủ là DD Warrior Lady và bị đẩy vào một cánh cửa không gian khác. Công nhận là mấy nhân vật này đi qua cửa không gian mà như đi chợ vậy đó, muốn mở lúc nào là mở, thật là khó hiểu mà. Đi qua lỗ hổng, Lucius bước vào một vùng không gian hỗn độn, nơi mà các thế giới giao nhau. Và cũng tại nơi đó, Dark Lucius đã gặp một phiên bản của mình, đó chính là Night Day Reaper, phiên bản ánh sáng. Cả hai đều cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Không chấp nhận được sự thật là phiên bản ánh sáng, Night Day Reaper đã mạnh lên một cách đáng kinh ngạc. Sự đố kỵ bên trong Lucius đã nuốt sạch lý trí. Hắn tìm kiếm sức mạnh một cách điên cuồng, tiến hóa rồi lại tiến hóa trở thành Dark Lucius Level 8. Đắm chìm trong khao khát sức mạnh, hắn đã đánh mất chính mình. Không còn ai nhận ra được vị anh hùng chính nghĩa Warrior Dark Reaper ngày nào nữa. Và cuộc đời của hắn dần chìm vào trong bóng tối. Và đó chính là câu chuyện về chiến binh Warrior Dark Reaper của chúng ta. Các bạn có ai biết trước câu chuyện này chưa nhỉ? Không ngờ rằng có một ngày chúng ta sẽ nhận ra được hình vẽ trên lá bài không chỉ là hình minh họa đơn thuần, bên trong chúng là cả một câu chuyện sống động, một thế giới mà chúng ta, những bài thủ, ít ai để ý đến. Ý kiến của các bạn về chương trình kể chuyện này như thế nào? Và các bạn có muốn mình tiếp tục series này hay không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe và ấn vào cái chuông để trở thành những người đầu tiên xem những video mới nhất tại M2Deal Channel. Xin chào và hẹn gặp lại!